Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Hồng Thanh Nhật Bãi. Lời đầu tiên, Hồng Thanh kính chúc đến toàn thể các bác một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực. Vâng các bác ơi, cũng như thường lệ, ngày hôm nay thì Hồng Thanh em lại gửi đến các bác ba mẫu bếp ga. Ngày hôm nay thì ba mẫu này khác nhau hoàn toàn các bác nhé. Một mẫu là không lò nướng này, và một mẫu là dòng chức năng đơn giản, và một mẫu thì nó là thuộc dòng full chức năng. Vâng, trước hết là em sẽ quay thành vách từng mẫu một để các bác có thể là theo dõi. Mẫu đầu tiên đó là thương hiệu Zinnai, phiến vặn. Và cái mẫu này thì nó thuộc dòng không lò nướng các bác ạ. Rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh. Khi mà các bác nào mà không thích cái dòng có lò nướng thì các bác có thể là lựa chọn cho gia đình nhà mình cái mẫu này. Nó không có lò nướng, nó chỉ chức năng vặn để khởi động nguồn lửa. Còn bếp Nhật thì đều đã có cảm biến nhiệt ở trên để phòng chống cháy nổ rồi các bác nhé. Rất là đẹp này, vuông thành sắc cạnh. Em sẽ quay thành vách kỹ lưỡng để các bác theo dõi một chiếc bếp. Ở bên em thì làm rất là cẩn thận các bác ạ. Đó, có một lỗ hổng nhỏ nào thì bên em đều đã làm lưới chống chuột rồi các bác nhé. Chuột bọ sẽ không vào trong để cắn dây điện được. Đó, rất là an toàn bảo đảm. Thành vách không chảy xước, không móp méo ở đâu. Bề mặt đường trên của bếp thì là mặt men màu đen. Bo lửa thì bằng nhôm nguyên khối. Đó, bằng nhôm nguyên khối này, đang còn rất là mới này, mới kinh keng luôn. Và đây là họng của bếp các bác nhé. Khi mà các bác mua bếp thì các bác theo dõi này, nhìn cái họng của bếp mà cái độ tròn của nó đang còn rất là tròn này. Nó dày, nó không bị mỏng thì là cái bếp nó đang còn chất lượng các bác nhé. Đó, ở bốn xung quanh thì đều có miếng sắt để che chắn dầu mỡ không xuống dưới cái họng này. Đó, rất là đẹp này, vuông thành sắc cạnh. Không chảy xước, không móp méo ở đâu. Rất là tiện lợi. Cái dòng cảm biến dòng bếp không có lò nướng. Rất là tiện lợi. Bác nào mà ưng cái mẫu này thì bác chụp lại gửi vào Zalo cho em. Mẫu này thì bên em đang bán với giá là 2.600.000 đồng các bác nhé. Đó. Bây giờ em sẽ sang cái mẫu thứ hai ngày hôm nay. Mẫu thứ hai ngày hôm nay thì nó là thương hiệu Paloma, phiến nhấn này, cái dòng đơn giản này. Đó, chức năng rất là đơn giản này, không hề có chức năng nhiều các bác nhé. Đấy, chỉ có phiến nhấn để mình khởi động nguồn lửa này. Ở trên thì đều đã có cảm biến nhiệt này. Đó, toàn bộ đã có cảm biến nhiệt. Còn khi mà mình nấu thì cái cần này nó là chỉnh lửa to nhỏ. Đó, ở dưới này thì nó đều có khóa trẻ em. Đấy, khi mà mình không muốn cho trẻ em nhà mình nó vào nó nghịch thì các bác có thể là khóa lại để giữ độ an toàn. Và khi mà mình nấu thì mình lại mở ra các bác nhé. Cái dòng phiến nhấn này thì nó cũng rất là dễ sử dụng này, tiện sử dụng cho mọi lứa tuổi. Nhất là các bác mà cao tuổi có thể là sử dụng về cái dòng phiến nhấn như thế này, hoặc là một cái dòng phiến vặn chức năng đơn giản, không có nhiều chức năng, thì mình sử dụng nó sẽ dễ hơn các bác nhé. Vâng, bề mặt đường trên của bếp là mặt men màu đen. Và bo lửa của chiếc bếp này thì nó thuộc dòng đồng nguyên khối. Đó. Họng bếp thì rất là đẹp, rất là chất luôn này. Đó. Thoát hơi của lò nướng đây các bác nhé. Đó. Cái dòng bếp này thì nó thuộc dòng phun kim tuyến, rất là đẹp. Những ánh kim tuyến này các bác thấy, ánh kim tuyến này vô cùng là lấp lánh. Đó, một chiếc bếp đơn giản. Và ở trong khay nướng, vị nướng này, cái dòng bếp này thì nó chỉ có một tầng lửa thôi các bác nhé. Trong khoang nướng này, đó, rất là sáng. Và bếp mà chỉ có một tầng lửa như thế này thì các bác chỉ nướng được tầm một cân tôm hoặc là một cân cá thôi các bác ạ. Cái dòng bếp này thì bao giờ nó cũng đánh lửa là bằng pin, một đôi pin đại. Các bác có thể là mua ở đâu cũng được. Và nơi này là nơi chứa pin các bác nhé. Nó chỉ rơi vào tầm 25 đến 30 nghìn thôi. Sau khi mà gần hết pin thì nó đều có bóng đèn để báo về cái dấu hiệu nhấp nháy trước đó 10 ngày. Các bác mua sẵn một đôi pin để khi mà bếp nhà mình hết pin thì các bác lại thay thế vào, lại sử dụng bình thường. Cái này thì bên em đang bán với giá là 2 triệu đồng các bác nhé. Đó, bác nào mà ưng cái mẫu này thì các bác chụp lại gửi vào Zalo cho em. Và bây giờ là em sẽ sang cái mẫu thứ ba ngày hôm nay. Mẫu thứ ba ngày hôm nay thì nó là dòng thương hiệu Osaka Ga Max X các bác ạ.
Cái này thì nó thuộc hai đồng hồ hẹn giờ. Một đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu này và một đồng hồ hẹn giờ của lò nướng này. Rất là tiện lợi này, có chức năng này, chế độ nấu cơm và nấu cháo này. Nó có nấu nước hẹn giờ 3 phút và 10 phút này, tăng nhiệt độ từ 160 lên 200 để các bác có thể là chiên rán nó được nhanh này. Bên này thì cũng có phím ấn 3S các bác nhé. Đó. Và đây là đồng hồ hẹn giờ của bếp nấu này. Bên này là bếp trái bếp phải. Đó, rất là đẹp. Cái này cũng vuông thành sắc cạnh, không chảy xước, không móp méo ở đâu các bác nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Ở trong khay nướng, vị nướng toàn bộ là inox. Và dòng bếp này nó thuộc dòng 2 tầng lửa các bác ạ. Rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh ở trong lò nướng này. Đó, các bác thấy nó đang còn vô cùng là mới luôn. Ở trên bề mặt của bếp thì là mặt kính chấm bi các bác nhé. Mặt kính chấm bi màu xanh, bo lửa thì bằng nhôm nguyên khối này. Đó. Và đây cái dòng bếp này thì họng của nó là thuộc dòng họng đúc các bác ạ. Cái dòng bếp này thì vô cùng bền, độ bền của nó cao, ngọn lửa thì rất là xanh và đều lửa. Đó, cái này cũng thế các bác nhé, nó cũng không bị chảy xước, không móp méo, không dặn nứt ở đâu cả. Mà nó lại thuộc dòng phun chức năng. Thì cái này bên em đang bán với giá là 3.200.000 đồng. Vâng, bác nào mà có nhu cầu sở hữu về cái dòng bếp Nhật mà ưng cái mẫu nào thì các bác thể là chụp lại gửi vào Zalo cho em. Bên em thì sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời là bảo hành cho các bác là 1 năm, hỗ trợ về kỹ thuật bếp cho các bác là trọn đời. Và tặng cho mỗi bếp là một đôi pin. Vâng, bây giờ em sẽ quay qua cái không gian bếp nhà em để các bác có thể là theo dõi. Bên nhà em thì mới về rất là nhiều bếp các bác ạ. Có rất là nhiều kiểu mẫu của bếp. Vâng, có những chiếc bếp mặt đá này. Đó, rất là đẹp. Cái dòng mặt đá này thì bên em cũng đang bán 3.500.000 đồng này. Đó, và như thế là dòng Zinai này. Đấy, cũng phun chức năng. Cái này cũng 4.500.000 đồng này. Hoặc là dòng cũng Zinai mặt gãy này. Rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh này. Đó, bếp nhà em thì về rất là nhiều các bác nhé. Các bác mà ưng cái mẫu nào hoặc là các bác đang đi tìm cái bếp mà ưng ý cho gia đình nhà mình, chẳng hạn như là các bác thích cái dòng mặt sơn này, hoặc là mặt men đơn giản này, hay là dòng mặt kính phun chức năng, hay là bếp mặt men mà phun chức năng, thì các bác có thể là liên hệ vào số điện thoại của em. Giá thành của bếp ở bên em thì thấp nhất là từ 1.700.000 trở lên các bác nhé. Đó. Thì bác nào mà quan tâm về cái dòng bếp Nhật thì các bác có thể là liên hệ vào số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0336148716, hoặc là các bác liên hệ vào số Zalo của em cũng là số này các bác nhé. Cũng là 0336148716. Vâng, đến đây thì em Thinh xin tạm dừng video. Bác nào mà vào xem kênh của em thì cũng mong ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.